Cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Hồng vừa được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra tối 9 tháng 9. Trong đêm 9 tháng 9 và sáng ngày 10 tháng 9, lũ trên sông Hồng, sông Thao tại Lào Cai, Yên Bái tiếp tục lên, dự báo vượt mức lũ lịch sử năm 1968 và năm 2008. Tại Hà Nội, nước lũ dâng cao có nguy cơ ngập vào các quận nội thành. Theo dự báo, trong 6 tới 12 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam tiếp tục xuống dưới báo động 3 trên sông Lô tại Tuyên Quang và Bù Quang. Lũ tiếp tục lên nhanh trên mức báo động 2. Đặc biệt, lũ trên sông Hồng tại Lào Cai, Yên Bái tiếp tục lên và duy trì ở trên mức báo động 3, trên mức lũ lịch sử năm 1968 và 2008. Lũ trên sông Hồng tại Phú Thọ tiếp tục lên mức báo động 1, lũ trên sông Cầu tiếp tục lên trên mức báo động 2, sông Thương lên mức báo động 3 và sông Thái Bình tiếp tục lên trên mức báo động 1. Đáng chú ý, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh nhưng vẫn ở mức dưới báo động 1. Trong 12 tới 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Lục Nam sẽ xuống mức báo động 2, lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang và Vũ Quang tiếp tục lên nhanh trên mức báo động 2. Lũ trên sông Hồng tại Lào Cai, Yên Bái sẽ biến đổi chậm, duy trì ở mức trên báo động 3, trên mức lũ lịch sử năm 1968 và 2008. Lũ trên sông Hồng tại Phú Thọ tiếp tục lên vượt mức báo động 1, lũ trên sông Cầu tiếp tục lên mức báo động 3, sông Thương lên trên mức báo động 3 và sông Thái Bình tiếp tục lên trên mức báo động 2. Vào đêm nay 10 tháng 9, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh ở mức báo động 1.